gà em. Bối cảnh chính của em là bối cảnh nhà bông. Bối cảnh nhà bà bá, giống như là ngôi nhà của mình, quay mình nhiều nhất, nhanh hết phim nhất. Bối cảnh ấn tượng em nhất là bối cảnh gà em. Bối cảnh chính của em là bối cảnh nhà bông. Dạ, em ấn tượng bối cảnh nhất. Tại vì mỗi lần em lên đoàn em nhìn cái bản lịch quay là nhà bông nha, bối cảnh tên là nhà bông nha. Mà cái bản lịch quay cứ thứ lệ, thay cho con song ca. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thứ lệ. Nên là em ấn tượng với cái nhà đó nhất, vậy thôi. Bối cảnh anh thích nhất, ấn tượng nhất, chắc có lẽ là bối cảnh ở nhà ông bà bá. Tại vì ít nó gợi nhớ cho mình rất là nhiều kỷ niệm khi mà mình tham gia bộ phim. Hai cái bối cảnh nó là cùng chung cả hai phim thì sử dụng chung một bối cảnh, nhưng mà sẽ có những cái sự trang trí để cho mọi người thấy nó khác nhau. Nhưng mà tại vì mình đã qua một cái giai đoạn phim cho nên khi trở lại với cái bối cảnh của nhà ông bà bá thì nó cũng có một chút thân thuộc và nó quen thuộc giống như ngôi nhà của mình vậy. Rồi ấn tượng nhất, kỷ niệm nhất là bối cảnh chính của tôi. Bối cảnh chính là Vạn Nhân Đường, là ở cái nhà của bà Ba Son. Thì ở đó thì vì là bối cảnh chính cho nên là cái khoảng thời gian để mà thu ở cái bối cảnh chính đó với lại tất cả anh chị diễn viên là nó kéo dài hơn, và được tụ tập ở đó rồi ngồi tám chuyện với nhau nhiều hơn, rồi được chặt chém nhiều hơn, được nói xấu mọi người nhiều hơn. Cái bối cảnh mà ấn tượng nhất của Khôn mới chính là cái hôm quay cảnh ông giáo thứ bị chết, là cảnh đó là cảnh lên mộ của ông giáo, là Khôn và Du sẽ chửi tất cả mọi người, chửi Hiếu, chửi Nghĩa, rồi gây lộn với má, rồi gây lộn với ông bà bá, rồi gây lộn với Bông. Thì bữa đó là trời mưa cho nên là mọi người phải dừng quay và đợi cho nó nắng lại mới quay được. Thì trong lúc quay trời chuyển tối, mà cảnh đó cảnh ngày cho nên mọi người phải tranh thủ tiến độ làm cho thật nhanh và không ai sai phạm bất kỳ một lỗi gì hết. Em cảnh của Khôn không chửi mọi người thì không phải chửi sao chỉ đừng bị giáp. Chửi phải cho nó chuẩn từng chữ luôn. Tại vì nếu mà giáp không có thời gian quay lại thì sẽ sụp nắng rồi á, là sẽ bể cảnh, là sẽ nợ lịch. Cho nên cũng khá là căng thẳng. Có nhiều cảm xúc nhất có thể sẽ là cái bối cảnh mà Khanh cùng với đoàn phải lưu lại nhiều ngày nhất. Đó chính là ở Gò Công. Lưu lại nhiều ngày ở đây có nghĩa là phải đi lên đi xuống rất là nhiều bận. Không phải là giải quyết trong đúng một tháng ở đây. Rồi thỉnh thoảng chỉ nhiều khi chỉ quay có mấy ngày là lại phải di chuyển ngược lên Sài Gòn, rồi sau đó lại đi qua một cái tỉnh khác, rồi sau tất cả lại dòng ngược lại Gò Công, và cũng cái bối cảnh này, cũng cái dinh đốc Phủ Hải này, và cũng những cái con đường thị xã ở gần đây, và đặc biệt là cái bối cảnh này gần ngay chợ nữa, cho nên là bao nhiêu thứ nó cộng lại khiến cho Khanh nhớ cái bối cảnh ở Gò Công nhất. Mặc dù trong phim cái bối cảnh nhà của Khanh là một căn nhà ở Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà đó thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà để đi xa cùng với đoàn thì Khanh nhớ bối cảnh này nhất. Nếu mà nói về bối cảnh thì tôi nghĩ chắc là Gò Công. Tại vì ngay từ những ngày đầu, ekip đã xuống Gò Công là tại nơi đây để quay những cái phân đoạn của hai vợ chồng là Bông và Hiếu, là những cái phân đoạn không phải là những phân đoạn đầu, những phân đoạn nằm ở giữa tập phim và cuối tập phim luôn. Nó khó ơi là khó luôn, chứ không phải là quay theo thứ tự như Tiên đã từng chia sẻ đó. Nên là mình quay tiến độ thì nhanh nữa, nên là kiểu như là hai anh em là Tiên với anh Khanh như là một cái máy vậy đó, là cứ ra học thầy là vô, ra học thầy là vô, liên tục luôn, và phải tưởng tượng những cảnh đầu tiên của phim là cái gì để có đầy đủ tâm lý để vô quay những cái phân đoạn đó. Và đến ngày hôm nay, khi mà những ngày còn lại của Tiên khi mà đóng nhân vật Bông, thì tự nhiên đoàn lại cũng bất ngờ khi mà đoàn lại chọn bối cảnh là Gò Công. Thì lại một lần nữa là mở đầu là Gò Công và kết thúc là Gò Công. Thì Tiên nghĩ nơi đây là cái nơi mà Tiên ấn tượng và sâu sắc nhất. Bởi vì ngày đầu tiên khi mình xuống, mình là Bông, nó nhiều cái bỡ ngỡ lắm, cũng nhiều cái hoang mang. Và cho đến khi mình đi nhiều tỉnh và mình vòng lại nơi này là nơi đầu tiên mình đã từng đến, thì mình đã khác, và chắc chắn là Bông cũng khác. Cái cảnh mà mình cảm thấy ấn tượng nhất đó là cái cảnh cái tiệm đèn của bên Hiếu Nghĩa. Cái tiệm đẹp quá đó, màu ta nói màu tông nóng ha. Còn đèn thì ta nói có bự cái mà xét một hồi ra một rừng. Hay, công nhận, đèn quánh cho đó 3 tiếng hồ đẹp, ngon, khoái cho đó.